Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình thả hai chú bộ ngựa của mình về với thiên nhiên để cho nó về thiên nhiên, mình nuôi trong nhà cũng nó tốt. Đem đi thả. Nuôi nhốt nó khô khan quá. Ra. Đó, làm gì làm. Nó ra ngoài đi đi con. Trốn đi con. Chào các bạn nha.